tổ chức lễ cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ bắn súng tại công viên Highland. Các nạn nhân của một vụ xả súng hàng loạt tại một cuộc diễu hành vào ngày 4 tháng 7 ở công viên Highland đã được tự nhớ trong một buổi cầu nguyện tại một tòa nhà địa phương vào tối thứ Ba. Nghi phạm 21 tuổi Robert E. Reno đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công trong nhiều tuần trước khi leo lên vị trí bắn tỉa từ một con hẻm và bắn hơn 70 viên đạn ngẫu nhiên vào những khán giả diễu hành trước khi biến anh ta cải trang thành phụ nữ để trốn thoát.